À, xin chào mọi người nha. Hôm nay nông dân TV đi chùa Châu Đốc Ba. Gặp với chú đây là hòa sĩ đường phố. Chú đang vẽ tranh. Mọi người có đi chùa Châu Đốc Ba ghé ủng hộ chú. Chú vẽ tranh này mỗi ngày các bạn. Cho con hỏi chú chút là chú vẽ một bức tranh gì là cho nhiều cho. Dạ, dạ tùy lòng hảo tâm hả chú. Dạ. Đây các bạn xem chú vẽ rất là giống như một số cúng dường. Mọi người có đi chùa Châu Đốc Ba ghé ủng hộ chú. Chú nhà ở đâu chú? Nhà ở đây luôn à? Chú vẽ một ngày được nhiều không chú? Phật tử chúng ta hôm nay về chùa một số cúng dường xin băng. Dạ, đó. Thư ký gì tên? Bây giờ để tôi diễn là Diễn Tôn ở năm vị Phật tử. Tặng chú anh một hình nha. Chúng ta hôm nay về dạ, 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 được, vẽ đi rồi con ủng hộ chú luôn. Dạ, 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 dạ. Để vẽ hình chỗ anh có đội nón đi cho nó đẹp. Dạ. Nó có cái nón bộ này. Dạ, dạ. Cái nón là của nhà. Dạ. Dạ, dạ, sẵn đây mình cũng nhờ chú vẽ cho mình một chân dung để mình giới thiệu với mọi người luôn. Đây chú đang vẽ mình đó các bạn. Nếu các bạn có dịp đi ngang chùa Châu Đốc Ba đó các bạn ghé ủng hộ chú. Chú vẽ xong mình đi các bạn xem có giống hay không. Chào các bạn nhé. Bây giờ ngồi chú vẽ. Các bạn
thấy vẽ có giống không? Chúng ta hôm nay là chùa vào bên trong thờ bà. Để chúng ta dân hương để bà. Để cho chú vẽ đây ủng hộ chú. Mọi người đi qua chùa Châu Đốc Ba gặp cái chú ngồi bên góc vẽ tranh đường phố đó mọi người. Vẽ vào vẽ tranh ủng hộ chú. Cảm ơn 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 chú